ăn hình thì cũng không hẳn, nhưng mà chị Nga dạo này da em đẹp lên đấy. Khoảng 3 tháng gần đây là ngày nào trước khi đi ngủ này, rồi sau khi ngủ dậy là em cũng uống một thức uống cực kỳ thần kỳ luôn. Bật mí đi, bật mí đi. Thực ra ấy là chị phải tặng em cái gì đấy thì em mới bật mí. Nhưng mà thôi, cái gì mà nó tốt cho sức khỏe mà lại làm cho mọi người đẹp lên thì không có tội gì mình lại không chia sẻ với mọi người được không? Em sẽ chỉ cho chị ngay bây giờ. Bí quyết mà ngày hôm nay Hồng Nhung muốn mang đến cho chị Việt Nga cũng như các bạn khán giả mang tên là tinh bột nghệ, một loại nguyên liệu rất là gần gũi và dễ kiếm cho cuộc sống của chúng ta. Và thức uống đầu tiên mà Hồng Nhung muốn giới thiệu đó là một thức uống mà Hồng Nhung tự đặt tên là chào buổi sáng. Bột nghệ qua đường uống sẽ hấp thu được tối đa tác dụng vào bên trong cơ thể. Sử dụng hàng ngày sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ đều đặn, giúp loại trừ tế bào ung thư, giảm thiểu vấn đề về dạ dày, hành tá tràng và những bệnh liên quan đến đường ruột. Nhìn chung là khá là dễ uống mà còn thơm thơm nữa. Bạn có thể thay thế nước lọc bằng sữa tươi để đổi vị. Vừa rồi Hồng Nhung đã giới thiệu đến các bạn một thức uống để uống hàng ngày, còn bây giờ thì sẽ là một thức uống giải khát. Các bạn có thể nhìn thấy các nguyên liệu của chúng ta có thêm chanh và nước muối. Thức uống này có tác dụng giảm đau, chống viêm hiệu quả. Bên cạnh đó, sự kết hợp của chanh và nghệ là một gợi ý hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể. Thế nào chị Nga? Khá là giống chanh muối, nhưng bởi vì nó có thêm nghệ nên là khá là thơm, có cả mật ong nữa, ngọt ngọt. Vừa rồi thì Hồng Nhung đã gửi đến các bạn hai công thức với tinh bột nghệ rất dễ uống và rất dễ thực hiện để sử dụng hàng ngày. Còn Việt Nga sẽ cầu kỳ hơn với sinh tố. Sinh tố à? Vậy thì chắc chắn là sẽ cần phải sử dụng đến máy xay sinh tố hoặc máy ép đúng không chị? Chính xác. Vâng, vậy thì xin đổi chỗ mời chị Nga. Cảm ơn Nhung, Nhung sẽ hỗ trợ chị nhá. Chắc chắn rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nước ép dứa trước. Đây. Rồi, để em giúp chị. Trông rất là sánh đúng không Nhung? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần cho tất cả những nguyên liệu còn lại vào máy xay sinh tố. Thực ra thì trong thức uống này em lại không cảm nhận thấy có vị tinh bột nghệ. Có lẽ là bởi vì mình cũng cho khá là ít thôi và những cái vị khác thì nó đã lấn đi cái vị nghệ rồi. Nhưng mà thực sự là uống rất là ngon đấy. Đây là thức uống dễ làm, vị thơm ngon, nhiều vitamin, rất phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nóng bức. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn kết hợp 2 trong 3 loại chuối, dứa, xoài để làm sinh tố. Như vậy là chúng ta đã có một ngày vàng tươi với những thức uống dinh dưỡng và dễ thực hiện.
Nếu như quý vị và các bạn có thể sử dụng thường xuyên và đúng cách thì chắc chắn là sẽ thấy hiệu quả ngay tức thì. Hy vọng là ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến cho quý vị và các bạn một trong những gợi ý để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hãy luôn đồng hành cùng với Khỏe Vẻ Đẹp cùng Thể Thao TV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.